Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Hai ngày 13 tháng 7 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Trung Quốc trỗi dậy, hòa bình hay kích hoạt chiến tranh. Từ hai thập kỷ nay, Trung Quốc luôn cố gắng thuyết phục và trấn an thế giới rằng nước này sẽ trỗi dậy trong hòa bình, tức là nước này không đi theo con đường nước mạnh tất sẽ bá quyền hay là lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Nhưng cho đến nay, thế giới không ai dám tin vào cái hòa bình và sự trỗi dậy của Trung Quốc nữa. Những gì Trung Quốc hành động trên thực tế hoàn toàn đi ngược lại với những gì nước này rao giảng, tuyên truyền về thế giới. Trung Quốc đã trỗi dậy nhưng không phải dưới hình thức hòa bình mà mang tính đe dọa toàn thế giới. Và khái niệm trỗi dậy hòa bình đã được giới tham mưu của Trung Quốc sử dụng đến từ những năm 90 của thế kỷ trước. Tuy nhiên, việc sử dụng chính thuật ngữ này lần đầu tiên trong diễn đàn về châu Á Bắc Ngao vào năm 2003 do Phó Hiệu trưởng Trường Đảng của Trung Quốc là ông Trịnh Tất Kiên đưa ra. Đây là hình ảnh toàn cảnh một phiên thảo luận của Hội nghị Thường niên Diễn đàn Châu Á Bắc Ngao năm 2019 tại Hải Nam, Trung Quốc vào ngày 27 tháng 3. Sau đó, nhân dịp lễ kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Mao Trạch Đông vào tháng 12 năm 2003, Chủ tịch Trung Quốc lúc đó là ông Hồ Cẩm Đào đã nhấn mạnh trung thành với con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc và trung thành với con đường phát triển trỗi dậy hòa bình. Từ đó trở đi, thuật ngữ này đã được Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo nhiều lần nhắc lại trong các diễn đàn của Hội nghị ASEAN và các chuyến thăm Mỹ. Ông Ôn Gia Bảo đã cố biện hộ cho sự trỗi dậy của Trung Quốc và trấn an thế giới khi ông cho rằng con đường phát triển của Trung Quốc đã trải qua khác các cường quốc lớn khác trải qua trong con đường phát triển của Trung Quốc là con đường trỗi dậy hòa bình. Sau đó, thuật ngữ trỗi dậy hòa bình được đổi thành phát triển hòa bình khi nước này cho xuất bản sách trắng với tiêu đề Sự phát triển hòa bình của Trung Quốc vào năm 2006. Và trong các bài phát biểu trong nước của mình, các nhà lãnh đạo của Trung Quốc luôn thể hiện quan điểm nước này phấn đấu xây dựng một xã hội hài hòa, tạo phúc cho người dân. Trong các phát ngôn về đối ngoại, các nhà ngoại giao Trung Quốc luôn cố gắng giải thích với thế giới rằng Trung Quốc lớn mạnh thành một đại cường quốc sẽ không ứng xử như các đế chế khác, không phải như chủ nghĩa thực dân châu Âu, chủ nghĩa đế quốc Mỹ hay bành trướng kiểu Liên Xô. Trung Quốc sẽ phát triển trong sự tôn trọng tuyệt đối chủ quyền của các nước khác. Tuy nhiên, nhà báo người Pháp Alain Fanchon khẳng định thực tế thì chỉ cần nhìn vào những hành động mà Trung Quốc mới làm vài tuần gần đây sẽ thấy ngay sự xuất hiện người khổng lồ Trung Quốc không phải diễn ra một cách hòa bình. Ông nhận định như sau: sự lớn mạnh của Trung Quốc diễn ra cùng với đối đầu, xung đột, đe dọa nước khác và sự khoa trương quân sự. Đây là hình ảnh Thủ tướng của Ấn Độ Modi đến thăm đơn vị quân đội tại Ladakh, Himalaya, biên giới với Trung Quốc vào ngày 3 tháng 7 năm 2020. Trước hết là xung đột dẫn đến việc binh lính thiệt mạng ở biên giới giữa Ấn Độ và Trung Quốc. Vào sáng ngày 16 tháng 6 năm 2020, trong vùng biên giới Ladakh trên dãy Himalaya đã xảy ra vụ đụng độ chết người giữa quân đội Trung Quốc và Ấn Độ. Theo New Delhi, vụ chạm súng đã làm 20 lính Ấn Độ thiệt mạng và con số thương vong của phía bên Trung Quốc có thể lên tới 43 người. Vụ nổ súng xảy ra sau những gia tăng căng thẳng giữa hai nước ở vùng biên giới bên trong Himalaya từ nhiều tuần trước đó. Đây là một vụ đụng độ đẫm máu nhất giữa hai nước láng giềng khổng lồ kể từ 45 năm qua. Sự việc này được coi là ý đồ của Bắc Kinh nhằm kiềm chế sức mạnh và tham vọng của New Delhi. Trung Quốc muốn Ấn Độ phải chấp nhận ưu thế của Trung Quốc ở châu Á và trên toàn cầu. Trong chuyến thị sát bất ngờ vào ngày 3 tháng 7 năm 2020, tại một đơn vị quân đội ở vùng biên giới với Trung Quốc, Thủ tướng Ấn Độ Modi đã gián tiếp gọi Bắc Kinh là quân bành trướng. Ông nói, thời kỳ của chủ nghĩa bành trướng đã qua rồi, chủ nghĩa bành trướng là mối đe dọa cho hòa bình thế giới. Bây giờ là thời kỳ của phát triển, các thế lực bành trướng hoặc sẽ thua hoặc buộc phải lùi bước. Và Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo trong một buổi họp báo vào ngày 8 tháng 7 năm 2020 đã nhận định vụ đụng độ giữa quân đội Ấn Độ và Trung Quốc ở Ladakh khiến 20 người chết bên phía Ấn Độ là một hành vi xâm lược của Trung Quốc. Ngoài ra, ông Pompeo còn lên án cách hành động hung hăng không thể tin nổi của Trung Quốc. Không chỉ hung hăng với Ấn Độ, Bắc Kinh còn có chính sách hăm dọa bút than nhỏ bé khi phản đối việc quốc gia bé nhỏ này vay một khoản tín dụng quốc tế để lập khu bảo tồn thiên nhiên ở phía đông Bhutan nằm trên dãy Himalaya. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho rằng thế giới không thể cho phép những hành vi hăm dọa như vậy từ dãy Himalaya đến vùng biển của Việt Nam hoặc ở quần đảo Senkaku cũng như những nơi khác. Và không chỉ hung hăng đối với các quốc gia trong vùng lãnh thổ châu Á, Trung Quốc còn vươn vòi bạch tuộc thao túng đến tận nước Úc, nhất là khi nước này có thái độ cứng rắn với Trung Quốc trong đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đây là hình ảnh Thủ tướng Úc Scott Morrison trong một cuộc họp báo về vụ tin tặc tấn công các hệ thống tin học của chính phủ và doanh nghiệp Úc tại thủ đô Canberra vào ngày 19 tháng 6 năm 2020. Giới chức Úc vào hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 6 cho biết nước này đã phải phản ứng và chịu hàng loạt các cuộc tấn công mạng kéo dài nhiều tháng nhắm mục tiêu vào các thể chế, nhà nước và các công ty. Các nhà chức trách Úc nghi ngờ Trung Quốc đứng sau hoạt động gây hại này. Tình hình nghiêm trọng đến mức Thủ tướng Scott Morrison đã cho triệu tập cuộc họp báo khẩn cấp để thông tin với toàn dân về mối nguy hiểm đặc biệt. Ông Morrison khẳng định một chiến dịch tin tặc rộng lớn đang nhắm vào hệ thống tin học của chính phủ, các cơ quan hành chính và công ty Úc, và chiến dịch đã được chỉ đạo từ một tác nhân nhà nước tinh vi. Theo Thủ tướng Úc cho biết, hoạt động này nhắm vào các tổ chức của Úc trên mọi lĩnh vực, mọi cấp chính quyền, kinh tế, chính trị, dịch vụ và y tế và cơ sở hạ tầng chiến lược khác. Thời gian gần đây, Úc đã đi đầu trong nỗ lực tiến hành một cuộc điều tra của Liên Hợp Quốc về vai trò của Trung Quốc trong nguồn gốc của đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Đồng thời, Úc còn tố cáo giới ngoại giao Trung Quốc hung hăng và không trung thực. Động thái này của Úc đã khiến cho Bắc Kinh hết sức giận dữ. Và đáp trả Úc, Trung Quốc đã áp đặt chế tài kinh tế lên một số mặt hàng hóa xuất khẩu từ quốc gia Nam Thái Bình Dương này và đe dọa tẩy chay tất cả hàng hóa dịch vụ của Úc. Trung Quốc còn kêu gọi người dân không nên đến Úc du lịch hay học hành. Một sự kiện khác làm nóng thời sự quốc tế những ngày qua đó là việc Bắc Kinh áp đặt luật an ninh quốc gia với Hồng Kông, bóp nghẹt các quyền tự do ở vùng thuộc địa cũ của Anh đã được trả về Trung Quốc với cam kết tôn trọng quy chế một quốc gia, hai chế độ. Đây là hình ảnh trưởng đặc khu Hồng Kông Lâm Trịnh Nguyệt Nga cùng các quan chức Trung Quốc khai trương Văn phòng An ninh Quốc gia tại Hồng Kông vào ngày 8 tháng 7 năm 2020. Chỉ trong vài tuần lễ, Bắc Kinh đã áp đặt điều mà chính quyền Hồng Kông không thể buộc được cho người dân suốt 23 năm qua là một luật an ninh quốc gia mà cả 7,5 triệu dân lẫn nghị viện Hồng Kông đều không được tham vấn. Đạo luật có nội dung được giữ kín đến phút cuối, được ban hành vào 23 giờ địa phương, có hiệu lực ngay lập tức. Theo luật này, Bắc Kinh có thể trừng phạt mọi hành động ly khai, nổi dậy, khủng bố, thông đồng, những khái niệm mơ hồ trong luật an ninh Trung Quốc để đàn áp đối lập ở Hoa Lục. Và nếu vi phạm luật thì có thể bị dẫn độ sang Trung Quốc, không hình phạt cao nhất là chung thân với những người lãnh đạo phong trào. Tội khủng bố được định nghĩa rất rộng, từ quăng bom xăng đến làm hư hại, bôi bẩn phương tiện công cộng. Những tiếng nói quan ngại của các tổ chức phi chính phủ của khối G7, NATO, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu đều không có tác dụng, kể cả những biện pháp trừng phạt đầu tiên của Washington. Tổ chức nhân quyền quốc tế cũng cho rằng mục đích của Bắc Kinh là cai trị Hồng Kông thông qua sự sợ hãi. Dựa trên việc chính quyền có độc quyền giải thích về các tội danh, tính độc lập của tư pháp Hồng Kông hoàn toàn bị tước bỏ. Với luật này, nỗi sợ hãi hiển hiện khắp nơi và cách dùng nỗi sợ hãi để trấn áp của chính quyền Hoa Lục đã tỏ ra rất hiệu quả. Và ngay lập tức tại Hồng Kông, nhiều tổ chức chính trị đã phải giải thể, lãnh đạo các phong trào dân chủ phải bỏ trốn, hàng loạt tài khoản trên các mạng xã hội phải đóng cửa. Từ nhiều năm qua, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra quan điểm mô hình phương Tây đang đi xuống. Việc siết chặt Hồng Kông là bằng chứng cho thấy Trung Quốc nghĩ rằng họ đang ở thế thượng phong và có rất ít hy vọng những quan ngại sâu sắc của các ngoại trưởng G7 vào hôm 17 tháng 6 làm thay đổi được ý định đồ của Bắc Kinh. Và phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên còn tuyên bố đạo luật của Mỹ về Hồng Kông xứng đáng quẳng vào thùng rác. Ngoài biển đảo thì Trung Quốc tiếp tục áp đặt yêu sách lãnh thổ của mình bằng sức mạnh cơ bắp. Đây là hình ảnh Trung Quốc đang diễn tập bắn đạn thật phi pháp ở quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Tại biển Hoa Đông, Trung Quốc liên tục đưa tàu chiến và các loại hoạt động trong khu vực quanh các đảo tranh chấp với Nhật Bản. Tại Biển Đông, tình hình nóng lên từng ngày. Từ ngày 1 cho đến ngày 5 tháng 7 năm 2020, Trung Quốc đã tập trận quanh đảo Hoàng Sa, quần đảo cưỡng chiếm của Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974. Đối với Hà Nội, vụ tập trận vừa rồi đã vi phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam. Ngoại trưởng Philippines cũng cho đây là một sự khiêu khích trầm trọng. Ông Mathieu, phụ trách châu Á của Viện Montaigne, Pháp đã nhận xét cuộc tập trận này gồm cả kịch bản đổ bộ bằng hải lục quân, trong đó có lực lượng tuần duyên tham gia. Đây là lần đầu tiên kể từ khi lực lượng này được đặt dưới quyền chỉ huy trực tiếp của quân ủy Trung ương. Như vậy, Trung Quốc tăng cường khả năng chiếm các đảo của đối thủ. Đối với nhà nghiên cứu, việc chọn Hoàng Sa để tập trận là lời cảnh báo nhắm vào Việt Nam. Và lúc này, nước này cũng đang càng ngày càng muốn đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế. Và cuộc tập trận đã diễn ra trong bối cảnh quân đội và tuần duyên Trung Quốc hoạt động rất nhộn nhịp tại các vùng biên giới tranh chấp, đụng độ đẫm máu ở dãy Himalaya, xâm phạm lãnh hải ở Senkaku trong thời gian kỷ lục là 39 giờ xâm nhập không phận của Đài Loan. Các hành động của Trung Quốc trên các vùng biển này khiến giới quan sát lo ngại nguy cơ xảy ra sự cố quân sự tăng lên từng ngày. Đây là hình ảnh hai tàu sân bay của Mỹ USS Nimitz và USS Ronald Reagan cùng với các tàu đổ bộ và tàu chiến hộ tống và các máy bay có mặt tại Biển Đông vào hôm 6 tháng 7 vừa qua. Nhà báo Pháp Alain đã bình luận rằng sự trỗi dậy hòa bình của Trung Quốc rất xa vời với những lý luận mà trường đảng của Bắc Kinh rêu rao. Chúng ta đang chứng kiến một trường hợp vươn lên thành cường quốc dựa trên sức mạnh. Đến giờ thì Bắc Kinh vẫn lý luận rằng những việc Trung Quốc tiến hành như vậy thuần túy mang tính phòng thủ. Hồng Kông hay Đài Loan là thuộc công việc nội bộ của họ. Hoa Kỳ không có gì để làm trong khu vực Tây và Thái Bình Dương. Nhà báo Pháp nhấn mạnh tiếp tục như sau. Vấn đề với Bắc Kinh là rất đông các nước láng giềng của Trung Quốc không đồng ý. Họ đang phải chứng kiến những đòi hỏi lãnh thổ ngang ngược cũng như thái độ hung hăng của Trung Quốc. Sự lệ thuộc kinh tế của các nước này và Trung Quốc càng lớn, họ lại càng phải cầu cạnh Mỹ ở lại trong vùng như một đối trọng làm yên tâm. Và để đối phó với Trung Quốc, các nước láng giềng đang tập hợp liên kết với nhau vì đến giờ mọi người đã hiểu không có chữ hòa bình trong việc Trung Quốc trỗi dậy thành cường quốc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Hai, ngày 13 tháng 7 năm 2020 với bản tin Trung Quốc trỗi dậy hòa bình hay kích hoạt chiến tranh. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn nhận được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de